Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng. Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh năm 2023. Đầm ấm hạnh phúc trong gia đình văn hóa ba thế hệ. Kinh tế xã hội 6 tháng có những tín hiệu tích cực, kỳ vọng những cải thiện tích cực hơn từ nay cho tới cuối năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã thực hiện tốt toàn diện các nhiệm vụ theo quy định 67 của Ban Bí thư. Kết luận chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp 22-23 và tại cuộc họp ngày 18 tháng 11 năm 2022. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, chủ động xây dựng quy trình, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, như quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, quy định về cơ chế chỉ đạo phối hợp với vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, triển khai 2 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo thanh tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số lĩnh vực có tính chuyên sâu, khép kín, có nhiều dư luận xã hội, như công tác xét xử, việc đấu thầu, và thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, việc giao đất ở tái định cư, giao đất ở không qua đấu giá khi thực hiện các dự án đầu tư công, đưa 11 vụ án vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý, đồng thời kết thúc được 4 vụ án trọng điểm và đang tiến hành xử lý 7 vụ án quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban tỉnh ủy, đảng ủy, huyện ủy, thành ủy đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trọng tâm để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo, nhất là cơ quan thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc dư luận quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên về công tác này, đặc biệt quán triệt thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương tại hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh mới đây. Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp lần thứ 10 với chương trình thảo luận tổ, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng thời bế mạc kỳ họp. Trong ngày 30 tháng 6, kỳ họp đã được nghe tổng hợp các ý kiến phát biểu của đại biểu trong phiên thảo luận vào chiều ngày 29 tháng 6. Theo đó, đã có 18 ý kiến về nhiều lĩnh vực như cần quan tâm tạo nhiều sân chơi cho học sinh sinh viên, cần quản lý vấn đề sang nhượng nhà tạm cư, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, hướng dẫn người dân thực hiện mô hình du lịch canh nông. Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã chất vấn và nghe trả lời chất vấn về các vấn đề như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình phạm pháp hình sự tăng, hoạt động tín dụng đen có chiều hướng phát triển mạnh, trách nhiệm và giải pháp của công an thành phố Đà Lạt như thế nào. Các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo phòng kinh tế về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, phòng chống thiên tai, như trách nhiệm của phòng kinh tế đến đâu khi tham mưu cho thành phố giải quyết vấn đề sau khi tháo dỡ nhà kính trên đất lâm nghiệp. Theo chủ trương của tỉnh và thành phố thì việc tổ chức trồng cây khác theo hướng dẫn của phòng kinh tế là không khả thi. Biện pháp, giải pháp gì để duy trì và tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho hộ nông nghiệp trong thời gian đến? Đề nghị trưởng phòng kinh tế thành phố cho biết nguyên nhân giải pháp khắc phục và thực hiện tốt vai trò của cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ của thành phố trong thời gian đến. Đại diện các phòng ban liên quan đã trả lời các câu hỏi chất vấn của từng nhóm vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao và giải đáp thỏa đáng các ý kiến chất vấn của các đại biểu. Trong đó,
đã thẳng thắn thừa nhận những vấn đề thiếu sót, hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành trên các lĩnh vực. Sau phiên chất vấn, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt giải trình và tiếp thu ý kiến của đại biểu, nhấn mạnh thành phố cần phấn đấu tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023 theo nghị quyết. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường mở rộng các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ và giá cả ổn định cho bà con, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phòng chống thiên tai, lấn chiếm đất rừng, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đối tượng tại khu vực và ngoài tỉnh, đối tượng tạm trú, tập trung xây dựng thành phố thông minh, phát động các phong trào thi đua và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội đồng nhân thành phố Đà Lạt khóa 12 kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc. Thông qua các nghị quyết và tờ trình về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022, nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Lạt đợt 4, tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, phân bố chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách thành phố cho ngân sách phường xã năm 2023. Sáng ngày 30 tháng 6, Huyện ủy Lạc Dương đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Huyện ủy lần thứ 14, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham dự. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế xã hội huyện Lạc Dương tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp được duy trì phát triển, các loại dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát tốt. Liên kết trong sản xuất nông nghiệp phát triển các sản phẩm OCOP thường xuyên được quan tâm triển khai. Đến nay, huyện Lạc Dương đã có 43 sản phẩm OCOP 3-4 sao. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường có hiệu quả. Vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp giảm trên cả 3 tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện theo kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo. Các chính sách đối với người có công được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời. Quốc phòng tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Phúc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả mà huyện Lạc Dương đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin với hội nghị về chủ trương sáp nhập huyện Lạc Dương với thành phố Đà Lạt trong thời gian tới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó đề nghị huyện chuẩn bị các điều kiện cho việc sáp nhập. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, các ủy chính quyền địa phương huyện Lạc Dương cần tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Đặc biệt, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, huyện cần chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, lấy phòng ngừa là chính, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra. Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh tập trung lãnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy Lâm Đồng một cách nghiêm túc, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, đa dạng các hình thức tổ chức tuyên truyền. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới gắn với việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác sinh hoạt đi vào nề nếp, phát huy tốt việc phê và tự phê bình trong sinh hoạt đảng. 6 tháng qua, Đảng ủy khối tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xét quyết định kết nạp 44 quần chúng ưu tú vào đảng. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện. Qua kiểm tra giám sát, đã tổ chức kiểm điểm kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần ngăn chặn xử lý, ổn định tình hình nội bộ cơ sở, góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Hội nghị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm những hạn chế tồn tại và đề ra giải pháp thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời nêu rõ những hạn chế cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy Lâm Đồng, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng nâng cao công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao công tác cải cách hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2023. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, cụm thi đua 10 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Khắc Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Sĩ Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Xã hội, Quản lý Thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và khoảng 100 đại biểu Hội Chữ thập đỏ khu vực. Cụm thi đua 10 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hiện có 1.711 cơ sở với 83.258 hội viên. 6 tháng đầu năm 2023, các tỉnh trong cụm đã vận động gần 900 suất quà với tổng giá trị trên 363,126 tỷ đồng cho các hoạt động nổi bật như phong trào Tết Nhân Ái, Xuân Quý Mão, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, ngân hàng bò chung sức vì các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới, công tác cứu trợ thường xuyên và đột xuất khác cho các đối tượng dễ bị tổn thương, v.v. Các tỉnh hội đã vận động nguồn lực từ các tổ chức nước ngoài, dự án phi chính phủ với số tiền trên 14,3 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đạt hơn 24,4 tỷ đồng. Riêng tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, như vận động nguồn lực đạt hơn 64 tỷ đồng. Trong đó có phong trào Tết Nhân Ái, Tháng Nhân Đạo, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do ảnh hưởng động đất hơn 2 tỷ đồng. Chương trình Hành Trình Đỏ hiến máu tình nguyện đã vận động được 5.890 đơn vị máu. Công tác khám chữa bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều kết quả tích cực. Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để xây dựng hoạt động công tác Hội Chữ thập đỏ trong những tháng còn lại của năm 2023 ở 10 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đạt hiệu quả cao hơn. Đó là tiếp tục triển khai hai chương trình trọng điểm do Trung ương Hội phát động là dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật và an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn, triển khai thực hiện phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024, thực hiện đề án 553 của Chính phủ về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong và ngoài hệ thống hội về truyền thống nhân ái. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh năm 2023. Đầm ấm hạnh phúc trong gia đình văn hóa ba thế hệ. Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng phối hợp với VNPT Lâm Đồng đã tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh của huyện. Trung tâm Điều hành Thông minh huyện Đức Trọng gồm hai phân hệ chính. Một là Trung tâm Phân tích Khai thác Dữ liệu Tập trung và Trung tâm Theo dõi Giám sát các hoạt động của toàn huyện. Hiện nay dữ liệu Trung tâm Điều hành đã tích hợp kết nối được 9 lĩnh vực, bao gồm kinh tế xã hội, giám sát, thủ tục hành chính công, hệ thống quản lý tư pháp hộ tịch, hệ thống quản lý công chức viên chức, giáo dục, quản lý hộ kinh doanh, phản ánh hiện trường trực tuyến, kết nối hệ thống quy hoạch, kết nối hệ thống quản lý thu ngân sách. Dữ liệu của 9 lĩnh vực này được cập nhật liên tục về trung tâm qua hai hình thức. Đó là tự động kết nối dữ liệu với các phần mềm trong hệ sinh thái đô thị thông minh mà huyện đã triển khai trong suốt thời gian vừa qua, gồm phần mềm một cửa điện tử, quản lý văn bản, phần mềm quản lý giáo dục, quản lý y tế, quản lý thuế, v.v. Đồng thời được cập nhật định kỳ và thường xuyên bởi chuyên viên các phòng ban và các xã thị trấn thông qua hệ thống báo cáo tập trung. Việc cập nhật dữ liệu tự động thể hiện tính ưu việt của trung tâm IoC, đó là khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu đa dạng chính xác và theo thời gian thực. Từ đó, Trung tâm Điều hành Thông minh IoC đã trở thành kho dữ liệu dùng chung của toàn huyện, có nhiệm vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống phòng ban và các ngành khác nhau. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cho biết, xây dựng chính quyền điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng chính quyền các cấp. Việc xây dựng và đưa Trung tâm Điều hành Thông minh huyện Đức Trọng đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thể hiện sự quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi số,
hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phục vụ người dân ngày càng tốt, hiệu quả hơn. Sáng nay, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, 30 tháng 6 năm 1993, 30 tháng 6 năm 2023. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện các đơn vị, các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội đã tham dự. Kể từ lúc được thành lập năm 1993 cho đến nay, trải qua nhiều giai đoạn gắn với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đội ngũ viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, đã tiếp nhận quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho hơn 1.500 lượt đối tượng. Trong đó có 520 trẻ mồ côi, trẻ lang thang, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị bỏ rơi. Đã tổ chức hồi gia cho 480 trường hợp, 40 trẻ làm con nuôi trong và ngoài nước. Trên 1.000 đối tượng còn lại là người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa, người tàn tật, tâm thần, lang thang cơ nhỡ. Các đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội được chăm sóc sức khỏe từ ăn uống cho tới thuốc thang điều trị thường xuyên. 100% trẻ nuôi dưỡng tại trung tâm được tạo điều kiện để học văn hóa tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đã có hơn 40 em học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề khi ra trường có việc làm ổn định, tự nuôi sống được bản thân. Những trường hợp không có khả năng học văn hóa được cho học nghề và định hướng nghề nghiệp cẩn thận. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những phận người bất hạnh, giúp người già, người không nơi nương tựa có cuộc sống tốt hơn, giúp các trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa được chăm sóc, được học hành. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023. Ngày hôm qua tại thành phố Đà Lạt, Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn TTC phối hợp tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế toàn cầu Tượng Nữ Thần Tình Yêu. Sau 4 tháng phát động với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế toàn cầu, ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 26 tác phẩm để trao giải, trong đó có 6 tác phẩm nổi bật ấn tượng. Trong văn hóa đại chúng, người phụ nữ thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng và đầy xúc cảm. Vì thế, sự mềm mại của tình yêu được chuyển hóa bằng hiện thân của các vị nữ thần. Hình ảnh nữ thần không chỉ kể về những câu chuyện đôi lứa, mà còn truyền tải rất nhiều khía cạnh khác nhau của tình yêu, đã được các tác giả thể hiện trong các tác phẩm thiết kế của mình. Cuộc thi thiết kế toàn cầu Tượng Nữ Thần Tình Yêu đã khơi gợi cảm hứng cho cộng đồng thiết kế thể hiện tài năng sáng tạo và vẻ đẹp vĩnh cửu của tình yêu thông qua các tác phẩm dự thi của mình. Được biết, tác giả xuất sắc nhất thể hiện đúng hình ảnh nữ thần tình yêu, kết hợp hài hòa, nét đẹp Á Âu, mang đến công năng sử dụng tốt nhất, sẽ được lựa chọn để hiện thực hóa ngay tại bờ hồ Đa Thiện, nằm trong khu viên của khu du lịch Thung lũng Tình Yêu và trở thành một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách. Ngày 30 tháng 6 tại xã Đà Chai, huyện Lạc Dương, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Lục quân, huyện Đoàn Lạc Dương tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, kỳ nghĩa hồng và hành quân xanh năm 2023. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như đoàn khối các cơ quan tỉnh trao tặng công trình thanh niên thùng rác xanh bảo vệ môi trường cho huyện Đoàn Lạc Dương và dụng cụ học tập cho học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Long Lanh trị giá 100 triệu đồng. Tặng công trình thanh niên vẽ tranh tường trường mầm non Thăng Long, Đoàn Thanh niên Học viện Lục quân tặng công trình thanh niên vườn ươm chiến sĩ trị giá 10 triệu đồng cho Ủy ban dân xã Đà Chai. Đơn vị đồng hành cùng chương trình là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Lái xe Thành công Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 190 bộ sách giáo khoa, 193 lô và 1.900 cuốn vở cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Long Lanh. Đồng thời diễn ra một số hoạt động như tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho học sinh khối lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở Long Lanh, tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hướng đến sản xuất bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời tổ chức trồng cây xanh một số tuyến đường chính của xã. Các hoạt động ý nghĩa trên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Đà Chai tham gia. Được biết, chiến dịch tình nguyện hè là cao điểm trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp các lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh trong dịp hè, có nhiều thời gian và điều kiện để góp phần xây dựng quê hương. Các hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 kéo dài đến tháng 8 năm 2023
nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, đưa tri thức vào mùa hè xanh, tham gia hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng, phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Sáng nay, Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đã tổ chức Liên hoan Thiếu Nhi kể chuyện theo sách lần thứ 6 của tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Tại Liên hoan, 230 em thiếu nhi ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã mang lại những câu chuyện với các nội dung kể về đạo lý làm người, về tình cảm gia đình, những tấm gương tốt của thanh thiếu niên, nhi đồng trong lao động học tập, gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc. Liên hoan là sân chơi lành mạnh, ý nghĩa, giúp cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có một mùa hè vui tươi, bổ ích, tạo môi trường phát triển năng khiếu. Đây còn là dịp để duy trì và phát triển phong trào đọc trong thanh thiếu niên, lan tỏa tình yêu sách trong bạn đọc nhỏ tuổi, qua đó củng cố và mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu quê hương, đất nước cho các em. Thời gian qua, việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói chung và xây dựng gia đình văn hóa nói riêng trên địa bàn huyện Di Linh ngày càng phát triển, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, vừa giữ gìn và phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa quan tâm nuôi dạy con cháu, ăn học thành đạt và tích cực tham gia công tác xã hội. Trong số đó có điển hình là gia đình ông Ca Keo ở thôn Hàng Làng, xã Gung Ré, huyện Di Linh. Không khí vui tươi, hạnh phúc, chan hòa trong gia đình là những gì chúng tôi chứng kiến khi đến thăm gia đình ông Cờ Keo, 63 tuổi, và bà Ca Ngâm, 56 tuổi, ở thôn Hàng Làng, xã Kênh Ré, huyện Di Linh. Trong ngôi nhà mái thái được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, chúng tôi cùng trò chuyện, lắng nghe ông bà chia sẻ những câu chuyện của gia đình mình. Vợ chồng ông Cờ Keo và bà Ca Ngâm có 5 người con, 2 trai, 3 gái. Các con đều được ăn học đàng hoàng, đến nay đã lập gia đình. Trong đó, một người con là bác sĩ, hiện đang công tác tại trạm y tế xã Gia Hiệp, 2 người con công tác tại thôn và 2 người con làm nông. Hiện ông Cờ Keo và bà Ca Ngâm đang sống chung hòa thuận và hạnh phúc dưới một mái nhà cùng với gia đình người con gái út. Thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng, ông bà luôn hăng hái lao động sản xuất. Với 2 hecta cà phê, gia đình ông Cờ Keo tiến hành tái canh cho năng suất 7-8 tấn nhân một năm. Đồng thời, để tăng thêm thu nhập cho gia đình, ông tiến hành trồng xen thêm gần 200 cây ăn trái như mắc ca, bơ, sầu riêng trong vườn cà phê. Đến nay, mắc ca và bơ đã cho thu hoạch bình quân gần 100 triệu đồng một năm. Đồng thời, với 8 sào lúa nước, mỗi năm ông Cờ Keo trồng 2 vụ lúa, cho thu nhập 10 tấn lúa một năm. Để xây dựng một cái gia đình hạnh phúc là bản thân cùng các thành viên trong gia đình và chấp hành tốt các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi tham gia các cái phong trào của địa phương, rồi thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân ở địa phương, tham gia các cái phong trào tức là thi đua yêu nước và chấp hành tốt các cái quy chế hương ước quy ước của thôn. Đó là điều hết sức quan trọng để tức là cái xây dựng cái sự hạnh phúc trong gia đình, thì trước hết thì gia đình cũng phải là một gia đình bình đẳng, rồi hòa thuận, chung thủy thì mới xây dựng được một gia đình tức là cái hạnh phúc. Trong đó thì chúng ta gia đình tập trung vào tức là cái dạy dỗ các con cháu. Bên cạnh việc nuôi dạy con cái thành đạt, tích cực trong phát triển kinh tế, gia đình ông Cờ Keo luôn sống mẫu mực, giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống. Mọi người trong gia đình đều sinh hoạt có nề nếp hòa thuận, tiến bộ. Bản thân ông Cờ Keo từng giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kênh Ré, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Và khi đã về hưu, ông Cờ Keo được bà con nhân dân tín nhiệm, bầu giữ chức bí thư chi bộ. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, ông luôn vận động gia đình và nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phong trào tại địa phương, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo khó khăn. Bên cạnh đó, bằng niềm đam mê, tâm huyết với văn hóa cộng chiêng và đau đáu trước nguy cơ văn hóa truyền thống dần mai một, trong những năm qua, ông Cờ Keo đã miệt mài truyền lửa cho các thế hệ con cháu. Đến nay, ông đã truyền dạy cồng chiêng cho 20 người trẻ trên địa bàn xã và đã thành lập nên một đội cồng chiêng xã Kênh Ré với 17 thành viên tham gia. Ngoài trách nhiệm là bí thư chi bộ của thôn, bản thân tôi cũng am hiểu về cồng chiêng. Vừa rồi thì đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức một cái lớp truyền dạy cồng chiêng, nhằm để tức là khơi dậy
rồi truyền đạt, truyền dạy lại cho tức là con cháu, để sau này con cháu tức là học tập, để lưu trữ lại những cái bản sắc văn hóa của dân tộc, trong đó tôi có văn hóa cồng chiêng. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, gia đình thuận hòa, mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình ông Cờ Keo nhiều năm liền được địa phương tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Riêng bản thân ông Cờ Keo nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng. Đối với gia đình nhà chú Keo thì trong thời gian vừa qua là một gia đình về văn hóa tiêu biểu. Thứ nhất là luôn chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tại địa phương. Đây là một gia đình trong 3 năm liền đạt là gia đình văn hóa liền. Thì riêng đối với đồng chí Cờ Keo, ngoài công việc là làm bí thư chi bộ của thôn, thì đồng chí cũng là một nghệ nhân là tuyên truyền dạy cho bà con cũng như là các học viên ở trong thôn về biết cách cầm và cách đánh cồng chiêng. Để có hạnh phúc và duy trì ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình là điều không hề đơn giản. Song để có được hạnh phúc trong ngôi nhà chung sống nhiều thế hệ như gia đình ông Cờ Keo lại càng không dễ. Vì đòi hỏi mỗi thành viên phải biết cách dung hòa lối sống, thói quen, quan điểm sống của nhau, biết tha thứ và bao dung cho nhau. Nếu mỗi người làm được như vậy thì mỗi gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống sẽ thực sự là một mái ấm gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình Việt trong môi trường sống hiện đại. Nội dung chính phần tin trong nước. Kinh tế xã hội 6 tháng có những tín hiệu tích cực, kỳ vọng những cải thiện tích cực hơn từ nay cho tới cuối năm. Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm. Trong đó nhiều số liệu cho thấy, dù tình hình kinh tế xã hội 6 tháng qua còn không ít những khó khăn, nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực, kỳ vọng những cải thiện tích cực hơn từ nay cho tới cuối năm. Quý 2 năm nay, tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 4,14%, cao hơn gần 1 điểm phần trăm so với quý 1. Tính chung 6 tháng qua, con số này đạt 3,72%. Tổng cục Thống kê đánh giá, tuy chưa đạt như kỳ vọng, nhưng trong bối cảnh thách thức và khó khăn của tình hình thế giới, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã phản ánh nỗ lực của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Trong đó có những điểm sáng trong bức tranh chung như khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ. Quý 2 thì các cái chỉ tiêu cũng đều tích cực hơn so với quý 1 khi mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc từ trung ương đến địa phương trong việc là chúng ta sẽ tháo gỡ những cái khó khăn từ nhỏ cho đến những cái vướng mắc lớn để giải quyết trong các cái luật cũng như là các cái nghị định và hướng dẫn cụ thể để có cái giải pháp kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Trong những lĩnh vực vốn còn nhiều khó khăn như đầu tư trực tiếp nước ngoài, dù tổng vốn FDI vào Việt Nam giảm nhưng vốn đăng ký cấp mới tăng tới hơn 30%. Xuất khẩu dù giảm mạnh nhưng một số nhóm hàng của Việt Nam vẫn thể hiện ưu thế, cho thấy nỗ lực phát huy thế mạnh và khai thác thị trường mới của Việt Nam. Trong khi số lao động có việc làm tăng thì tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm nhẹ. Ta có thể thấy là một số cái thuận lợi. Thứ nhất là về cái môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì ổn định. Và cái sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là kiểm soát lạm phát cũng là một trong những cái tích cực mà để các nhà đầu tư yên tâm tin tưởng ở Việt Nam. Đấy là một số cái nhóm hàng thì lại có tín hiệu tăng trưởng dương, ví dụ như cà phê, hạt điều, chè, hàng dệt may và giày dép thì thực sự là đang có tín hiệu là tháng 6 tăng cao so với tháng 5. Trước những khó khăn thách thức của tình hình kinh tế xã hội trên thế giới, dù mức tăng trưởng không cao, nhưng Việt Nam đã đảm bảo được các cân đối lớn, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Rất nhiều khó khăn vẫn đang hiện hữu, nhưng bằng tất cả nỗ lực, nền kinh tế Việt Nam vẫn kỳ vọng đột phá cho giai đoạn từ nay đến cuối năm. Theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch, Việt Nam đón gần 70 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm, trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và gần 64 triệu lượt nội địa. Lượt khách quốc tế bằng 66% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi lượt khách nội địa tăng gấp 1,4 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 343.100 tỷ đồng, tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2019 là 338.200 tỷ đồng trước khi dịch Covid-19 bùng phát.
Cùng với đó, các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh, góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Dịch vụ lưu trú ăn uống là một trong những lĩnh vực nằm ở mức tăng trưởng cao, với hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.